con với chả cái. Đã nói bao nhiêu lần rồi là phải tập viết chữ cho đàng hoàng vào. Hôm nay không có đi chơi đâu hết. Con phải ở nhà tập viết lại bài kiểm tra 10 lần. Đúng 10 lần? Ít quá hả? Vậy con có muốn mẹ tăng lên 20 lần hay không? Dạ không. Lát mẹ sẽ lên kiểm tra đó. Chán quá đi. Mình ghét môn tập viết. Đốm ơi, Đốm. Đi đá banh không? Có, chờ mình với nha. Lẹ lên. Đốm, con đi đâu đó? Dạ, dạ, con chỉ đi ra ngoài một chút xíu thôi ạ. Con chép phạt xong chưa mà đi vậy? Dạ rồi. Mang xuống đây mẹ kiểm tra coi. Con đã viết xong đâu. Đốm. Đốm làm gì mà lo dữ người ta? Đốm, lẹ lên. Các bạn đi đi, mình không đi được đâu. Đốm, tập viết đi. Chắc mình nghe lộn á. Đốm, làm bài tập đi, mẹ lên kiểm tra bây giờ. Chán lắm, mình không làm đâu. Có mau làm không? Không làm. Giờ thì chịu học bài chưa? Chịu. Tốt nhất mình nên tập trung làm bài tập cho rồi. Lát nữa mẹ lên kiểm tra mà chưa xong thì còn bị ăn đòn đau hơn nữa. Nhờ chăm chỉ tập viết mà chữ của Đốm đẹp hơn xưa rồi nè. Dạ, con cảm ơn mẹ, con sẽ chăm tập. Chắc mẹ đang ở trong bếp. Phải cẩn thận mới được. Đốm, tại sao con về mà không thưa mẹ? Thưa mẹ, con mới đi học về. Đốm, đưa sổ liên lạc cho mẹ coi coi. Lát nữa được không mẹ? Không, mẹ muốn coi liền bây giờ. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Đốm, con giải thích cho mẹ nghe coi. Con cũng muốn tập trung học bài lắm, nhưng mà con cứ bị làm sao á. Chân con không chịu ngồi yên, cứ ngồi được một lúc là nó lại cử động và đòi đứng dậy. Lúc coi tivi, chân con nó cũng cứ đòi nhảy thôi. Chưa hết đâu, đầu con nó cũng bị làm sao á. Bị sao? Thưa cô, con muốn đi vệ sinh. Thưa cô, con muốn đi uống nước. Đúng là con bị làm sao rồi, con nhớ lại coi. Đốm ơi, vô nhà lấy cho mẹ cái khăn đi. Dạ.
Con không biết tại sao con không nhớ được gì hết trơn á. Con có biết mình bị sao không? Chúng không bị sao hết. Con chỉ kém tập trung thôi. Bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ ngồi học với con. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Con làm xong bài tập rồi mẹ. Chân và đầu con có còn bị gì nữa không? Dạ, còn một chút, nhưng mà con đỡ rồi. Trên thế giới có nhiều loài động vật hoang dã đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại có khoảng hơn 1.500 loài được xác định có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong tự nhiên là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Mình nhất định phải làm gì đó để cứu các con vật đáng thương này và cứu lấy tương lai của trái đất nữa. Nhưng phải làm gì ta? Chết nè! Chết nè! Mẹ đang làm gì vậy? Là vậy, mẹ mới phát hiện ra là nhà mình có gián. Tội nghiệp con gián quá. Mình phải cứu con vật tội nghiệp đó mới được. Mẹ để con. Chết nè! Chết nè! Nó chạy thoát rồi hả? Dạ không, con giết chết nó rồi. Bây giờ con đem bỏ nó đi đây. Con nhớ cho vô bồn cầu rồi xả nước thiệt là mạnh nha. Dạ. Mày cứ yên tâm sống ở trong đây nha. Ta sẽ bảo vệ mày. Mày giấu cái miếng này mới được. Ăn đi, chắc mày đói bụng lắm rồi. Ở trong này không mẹ thấy đó. Phòng con sao có mùi gì hôi quá vậy? Con có ngửi thấy mùi gì đâu. À, không có gì đâu mẹ ơi. Trong này có gì vậy? Không có gì đâu, mẹ trả lại cho con. Con đã nói rồi mà. Con có biết gián là loại côn trùng có hại, mang rất nhiều mầm bệnh không hả? Dạ. Nào, ăn đi con. Cháo thịt gà hạt sen mà con vẫn thích ăn nè. Cảm ơn mẹ. Đợt này đốm ốm quá, mẹ phải tẩm bổ cho đốm thật nhiều mới được. Mẹ, con muốn ăn nữa. Có ngay, có ngay.
Đốm, ăn đi, con vừa bệnh nên cần ăn nhiều đồ bổ, bồi dưỡng cho mau lại sức. Con không có đói. Không đói cũng phải ăn. Mẹ tốn bao công sức nấu cho con ăn. Con mà không ăn là mẹ buồn lắm đó nha. Ba vừa gọi nói là ngày mốt ba về. Thích quá. Con ăn mau đi cho mau lại sức. Chứ để ba về mà thấy con ốm như vậy thì ba sẽ không vui đâu. Nhưng con ngán lắm. Ngày nào cũng ăn đồ bổ, con có đói. Con có biết là trên thế giới này có biết bao nhiêu người không có gì để ăn hay không? Thì mẹ mang đồ ăn này chia cho các bạn đó đi. Ăn đi, nhiều chuyện quá. Đốm, sao con đi học mà không thưa mẹ? Con thưa mẹ con đi học. Yên tâm, mẹ không bắt con ăn nữa đâu. Mẹ nói thiệt, mẹ hứa đó. Con cảm ơn mẹ. Con có muốn ăn gì không? Không. Không. Đốm, xuống ăn cơm nè con. Ba mẹ ăn đi, con không ăn đâu. Có chuyện gì vậy con? Bữa nay tan trường, tôi to rủ được con chạy thi. Ê, chạy thi không? Thôi, lần nào bạn cũng thắng tụi mình, chẳng có gì vui hết trơn á. Chơi trò khác đi. Lần này mình sẽ chấp hai bạn 5 phút, chịu không? Đích sẽ là cửa hàng kem. Nếu một trong hai bạn thắng, mình sẽ mời hai bạn ăn kem. Đúng 5 phút ở nhà. Ok, không được chơi ăn gian nha. Ừ, khỏi lo. Chuẩn bị, xuất phát. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Hết 5 phút rồi, mình chạy thôi. Mình rất nhanh hơn nữa, tay tao sắp đuổi kịp rồi. Mình cũng muốn lắm, nhưng mà mệt quá à. Hẹn gặp hai bạn ở tiệm kem nha. Nhưng cứ mỗi lần mình nóng trong người là mình phải thè lưỡi ra để thở. Ê, bạn sao vậy? Ha. Con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Con có biết rằng tất cả họ nhà ta đều thè lưỡi ra để thở khi trời nóng hay không? Tất cả mọi người. Chó là loài động vật có vú. Thân nhiệt thường cố định. Nếu nhiệt độ quá cao, chúng ta sẽ phải tìm cách để tản nhiệt, để làm mát cơ thể. Tuyến mồ hôi của họ nhà ta không ở trên cơ thể như nhiều loài khác, mà lại phát triển ở đầu lưỡi. Khi con chạy hoặc khi thời tiết nóng nực, cơ thể con nóng lên, và một cách tự nhiên con sẽ thè lưỡi ra để nhiệt lượng trong cơ thể thoát ra ngoài. Điều đó hoàn toàn bình thường. Ba cũng vậy nữa hả ba? Cả mẹ nó hả? Đúng là như vậy. Giờ thì con đã... Ba ơi, con đói bụng. Ba ơi, ba. Ba ơi. Con đói bụng.
Ủa, mẹ đâu con? Mẹ về nhà ông bà ngoại vài bữa. Đốm ở nhà với ba ngoan nha. Yêu Đốm, mẹ. Cảm ơn ba. Ba bị đau đầu hả ba? Ừ. Sao tự dưng mẹ con lại về nhà ông bà ngoại vậy ta? Chắc mẹ lại giận chuyện gì nữa rồi. Ba không nhớ gì sao? Mở cửa, mở cửa. Vậy là mẹ giận, bỏ về nhà bà ngoại mất rồi. Lỡ mẹ giận, bỏ đi luôn không về nữa thì sao? Hôm qua ba bị sếp la, buồn quá nên đi nhậu với bạn. Không ngờ lại làm cho mẹ giận. Đốm ngoan, đi học đi nha. Ba sẽ qua nhà ông bà ngoại, xin lỗi mẹ rồi đón mẹ về. Lỡ mẹ mình bỏ đi luôn thì sao? Đừng có lo, thỉnh thoảng á mẹ mình cũng giận ba bỏ về nhà ông bà ngoại mà. Nhưng lần nào cũng quay về nhà hết á. Nhưng cũng có trường hợp mẹ bỏ đi luôn đó. Cũng không biết được đâu. Mẹ à, Đốm nè. Đốm đi học chưa? Dạ rồi. Mẹ ơi, mẹ về nhà đi. Ba với Đốm nhớ mẹ lắm đó. Tối hôm qua ba buồn quá nên đi nhậu. Mẹ đừng giận ba và Đốm nữa nha. Muộn rồi, Đốm đi học đi nha. Mẹ thương Đốm lắm. Đốm cũng thương mẹ lắm. Ba đã đón mẹ về cho Đốm rồi nè. Ba, mẹ. Vậy mà con có tưởng mẹ bỏ đi luôn rồi chứ. Lần sau ba đừng đi nhậu nữa nha ba. Ba biết rồi. Từ nay ba xin chừa. Chán quá đi. Đi học mệt muốn chết. Cô lại cho nhiều bài tập. Về nhà đói bụng lại chẳng có gì để ăn. Không biết mẹ ở đâu vậy ta? Mẹ cũng đang chán lắm rồi đây. Cả ngày quay cuồng với chợ búa, cơm nước, chăm chồng, chăm con, mỗi lúc một già nua xấu xí. Mệt quá, làm việc vất vả mà còn bị sếp mắng, đồng nghiệp chơi xấu nữa. Ra ngoài đường thì giao thông lộn xộn. Cứ như vậy thì làm sao mà sống nổi đây? Ước gì thời gian quay ngược trở lại. Con được sống thời sửa thời xưa. Khi chưa có trường học, con nít không phải tới trường. Không khí trong lành, thực phẩm lại không bị nhiễm độc. Chưa có công ty, không có sếp, không có xe hơi, xe gắn máy, khỏi bị kẹt xe. Trời ơi, sao đang làm bàn giấy bây giờ phải cày ruộng như vậy? Đốm, đi chẻ củi, gánh nước, chuẩn bị nấu cơm. Lát ba mẹ về mà không có cơm nước lặn đòn bây giờ đó.
bổ củi mệt quá. Sao tự nhiên mình phải giả gạo như vậy? Ông trời, trời ơi, hãy cho mọi thứ trở lại như cũ. Chết rồi, mẹ quên chưa nấu cơm. Ôi, tối nay nhà mình sẽ ra ngoài ăn để mẹ được nghỉ ngơi. Hoan hô ba, hoan hô ba mẹ. Sống ở hiện tại hạnh phúc hơn nhiều so với ngày xưa. Cuối tuần cả nhà mình sẽ đi Sa Pa chơi. Ôi thích quá, thích quá à. Hoan hô ba mẹ. Mà Sa Pa ở đâu vậy ba? Con ngồi xuống đây, ba sẽ chỉ cho. Đây nè. Đã quá ta, con chưa bao giờ được đi xa như vậy. Mẹ cũng vậy, đến tự sắp đồ đó nha. Dạ. Cái này, cái này, cái này, cái này nữa, cái này nữa. Cái này, cái này. Ê, ê, ê. Ê. Ờ. Đớm, lẹ lên con. Dạ, con sắp xong rồi. Con mang gì mà nhiều quá vậy? Dạ, toàn những thứ cần thiết không à. Nào, nhà mình đi thôi. Sa Pa nằm ở độ cao 1.600 m so với mực nước biển nên khí hậu mát mẻ quanh năm. Mùa đông ở đây nhiệt độ có lúc xuống thấp dưới 0 độ C và có tuyết. Con có tưởng ở đây cũng ấm như ở nhà mình nên không mang theo quần áo ấm. Bây giờ phải làm sao? Ba mẹ sẽ mua cho con một ít quần áo ấm, nhưng con phải rút kinh nghiệm. Nào, 1, 2, 3. Lần sau, trước khi đi du lịch ở đâu, con sẽ kiểm tra thời tiết để chuẩn bị kỹ càng hơn. Xe hơi đồ chơi thông minh, điều khiển từ xa, thiết kế hiện đại, màu sắc bắt mắt, có thể di chuyển trên mọi địa hình. Nó kêu mẹ mua mới được. Wow. 9, 10, 11. Mẹ ơi, mẹ mua đồ chơi mới cho con ơi. Mẹ đang tập thể dục, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với con. 12, 13, 14. Con muốn mua xe hơi điều khiển từ xa. Thôi được, mẹ sẽ trả lời con luôn nè. Đầu tháng, mẹ đã mua đồ chơi cho con rồi. Nếu con muốn mua đồ chơi mới thì con phải đợi tới tháng sau thôi. Nhưng con muốn có ngay bây giờ. Tháng này con đã mua đồ chơi rồi, con sẽ phải đợi tới tháng sau.
mẹ mua cho con đi. Tháng sau con sẽ không mua đồ chơi nữa. Không được, con sẽ phải đợi tới tháng sau thôi. Đây là lần cuối cùng mẹ giải thích. Thì cũng vậy thôi. Con cứ ói thoải mái ở đây đi. Khi nào xong nín hẳn rồi hãy ra ha. Con đã hết khóc, hết ho, hết ói chưa? Dạ, hết rồi. Mẹ yêu đốm, nhưng đốm dòi dĩnh dạng dạ như vừa rồi khiến cho mẹ rất buồn. Con xin lỗi mẹ, từ giờ con sẽ không vòi vĩnh ăn vạ nữa. Mặt đốm dơ hết rồi, đốm vô nhà sau rửa mặt sạch sẽ, rồi ra đây uống trà ăn bánh với mẹ. Dạ. Không được ăn vụng, phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Đói bụng quá à. Phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Cái gì vậy trời? Mình đã chiến thắng được cám dỗ, mình không ăn vụng nữa.
xịn thiệt. Đẹp quá à. Quà của cậu mình đó. Ê, mày làm gì vậy? Cho mình con chút xíu. Không được, lỡ bạn làm hư của mình thì sao? Không, mình không làm hư đâu mà. Hả? Lát nữa mẹ cho bọn mình mượn chơi chút nha. Mình phải suy nghĩ đã. Mình sẽ trở thành vua đầu bếp cho mấy bạn coi. Nhưng mình có bao giờ thấy bạn nấu nướng gì đâu. Tại vì mình không thích thôi. Mà cứ qua đi rồi các bạn sẽ thấy. Bạn đã bao giờ ăn cái gì của bùng bự nắng uống chưa? Hình như là rồi á. Có một lần nhưng mà dở lắm. Chết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Sáng mai mình không ăn gì đâu. Sao con không ăn đi? Con không đói. Nếu như con không ăn thì con có thể về phòng của mình. Nhưng bánh xèo chỉ là chuyện nhỏ. Chết rồi.
Làm sao bây giờ ta? Các bạn sắp tới rồi. Miếng bánh xèo của bạn ấy sẽ ra sao nữa? Xin mời, xin mời. Chính bàn đồ bánh xèo thiệt hả? Trông ngon quá đi. Tất nhiên rồi, đây là bánh xèo bụng bự thứ thiệt mà. Ngon y như bánh xèo bà ba nổi tiếng á. Ừ, y chang luôn. Còn ngon hơn chứ, người ta là vua đầu bếp mà. Vậy là cậu đổ bánh xèo không được, nên mua bánh xèo bà ba cho tụi mình ăn hả? Mình cũng cố gắng hết sức rồi, mà không có được. Thôi, miễn là có bánh xèo ngon ăn là được rồi, một số ăn tiếp đi. Thực ra mình có khiếu nấu nướng gì đâu, mình có khiếu ăn thôi à. Khiếu đó bọn mình cũng có. Trời ơi, đẹp quá. Sao con chưa thấy bao giờ ta? Quà của bà ngoại của mẹ gửi cho. Con phải gọi là cụ ngoại đó. Mẹ rất quý chiếc thú này, nên chỉ dùng trong những dịp thật đặc biệt thôi. Cho con cầm thử một chút đi mẹ. Không được đâu, con sẽ làm bể mất. Chết rồi, làm sao bây giờ? À, đau quá, mình bị mắc kẹt rồi. Xong chưa, Đốm ơi? Đứng yên nào. Mẹ ơi, con có ý. Con chỉ muốn đổi thử một chút thôi, nhưng mà gỡ quà không có ra. Bình tĩnh, đừng khóc. Để mẹ tính. Cẩn thận, không lại va vô tường bây giờ. Mẹ ơi, bây giờ mình đi tới bác sĩ á mẹ. Ừ, để bác sĩ giúp gỡ cái thú đó ra. Con ở đây đợi mẹ, nhớ chưa? Dạ. Con không bị thương chứ? Dạ không sao, nhưng chiếc thố thì bị. Không sao. Trò đó chơi hoài rồi, nghĩ trò mới đi. Mấy bạn có chơi trò trượt sàn bây giờ chưa?
trượt sàn là cái gì? Chưa nghe thấy bao giờ. Vậy còn chần chờ gì nữa, mình bắt đầu chơi thôi. Dừng lại, thiệt là hết nói mà. Người giúp việc sẽ tới ngay thôi. Hy vọng là các con sẽ ngoan hơn. Mẹ đi thăm bà đó. Thế giới này là của chúng mình. Oh yeah. Em nhún nhảy và em lắc lư vì chúng em mê nhạc nhiều. Mình nó bận quá, sao người giúp việc chưa tới nữa? Hay là chúng ta... Ừ. Cái này ăn có chết không vậy đớm? Chắc không sao đâu. Sao mặn quá vậy? À, mình xin lỗi, mình bỏ lộn muối rồi. Trời. Dơ quá, dơ quá. Bà tao đấy hả? Xin chào, hân hạnh được phục vụ. Không cần, cô về đi. Tính hiệu chống đối, không đi. Ở yên đó, trẻ con dâng lời, trẻ con dâng lời. Có khi nào bà nói với chúng ta không? Mẹ ơi. Im đi. Tay to, lấy hũ màu cho mình, mau. Giờ mình tính như vậy nha. Có chột, có chột, cô mèo ơi. Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập.
con lại dậy nữa rồi. Dạ, tụi con xin lỗi. Bạn nhìn kìa, đám mây có hình thù của tụi mình đang bay đó. Nè, mấy bạn có thấy mặt trời kỳ không? Hình như ông đang cười với tụi mình á. Sáng, mình thấy mặt trời chỉ nhỏ như cái chén, chưa to bằng cái dĩa, và bây giờ thì to như cái bánh tráng á. Mặt trời ăn gì mà lúc mập lúc ốm vậy ta? Hả? Mặt trời mà cũng biết đói với no á. Tự nhiên nói vậy đó, bạn thật là... Không có gì tự nhiên hết. Các bạn cứ cười đi, mình sẽ đi bắt mặt trời để hỏi cho rõ mới được. Ơ, mặt trời của mình đâu rồi? Lẽ nào bạn ấy đi ăn cơm rồi? Nè, các bạn cứ đi theo mình đi. Mình sẽ cho các bạn thấy mặt trời ăn mây, uống nước để lớn. Bạn nói xạo. Lẽ nào bạn nó bắt được mặt trời rồi? Làm gì có ai bắt được mặt trời. Đi theo mình đi, mình sẽ chỉ cho các bạn thấy. Bạn nhớ mặt trời ở đâu? Dưới lòng suối nè. Đốm ơi là đốm. Như vậy mà bạn nói là bắt được mặt trời hả? Nhìn nè. Bạn làm như vậy mặt trời sợ bỏ đi mất rồi. Đâu phải lỗi tại bụng bự đâu. Mặt trời của đốm sợ bỏ đi mất rồi đó. Phải rồi. Mặt trời của mình chỉ ghé qua đây uống nước thôi. Trời đất, hôm nay con làm sao vậy? Sao không ăn cơm đi? Có chuyện gì hả con? Hôm nay đi chơi với các bạn thế nào? Các bạn cười chọc quê con. Tại sao lại như vậy? Vì con mất mặt trời nhốt ở lòng suối, nhưng một bữa ném sỏi xuống nên mặt trời buồn bỏ đi mất tiêu rồi. Thế là các bạn cười con. À, ba hiểu rồi. Không ai có thể bắt được mặt trời đâu con à. Tại sao ạ? Bởi vì mặt trời là một hành tinh, cũng giống như trái đất mà gia đình mình đang sinh sống vậy. Trái đất quay xung quanh mặt trời, nên con trông như là mặt trời đang đi theo mình, hay là lúc to lúc nhỏ vậy. Vậy hả ba? Nhưng con vẫn muốn bắt mặt trời lại. Được rồi, bây giờ đốm ăn cơm xong, ba sẽ cho con xem cái này thú vị lắm. Bây giờ con nhìn nha. Hay dạ, ba bắt được mặt trăng rồi. Đây gọi là sự phản chiếu đó con. Ngày mai con rủ các bạn cùng qua xem mặt trăng nha. Nhất định rồi ba. Tụi bạn con sẽ tròn mắt khi nhìn mặt trăng của con. Con đã bắt được mặt trăng rồi. Bơi thôi, bơi thôi. La 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 la. Đớn, mở cửa ra ngay. Có chuyện gì vậy? Con có làm sao không? Đảo quá, đảo quá, đảo quá. Ông xã ơi, ba đớn ơi, xuống đây nhanh lên. Hả? Có chuyện gì vậy em? Đớn ở trong phòng mà không biết có chuyện gì. Em lo lắng lắm. Đớm ơi, đớm. Mở cửa ra đi con. Đớm. Đớm ơi, đớm. Đớm ơi. Có chuyện gì vậy ba mẹ? Con đang làm gì vậy? Đớm đang bơi mà. Nhìn xem hồ bơi nhân tạo của đớm nè. Thích quá. Con làm ba mẹ lo quá. Muốn bơi thì đi hồ bơi. Tại sao lại làm như vậy? Tắm nhanh để còn đi ăn cơm nào. Ướt hết nhà rồi. Tớ cũng thích đi bơi nữa. Trời nắng quá, xả xuống nước lúc này thật là tuyệt. Ra đi với, ra đi với. Hôm nay chúng ta chỉ cần thuê 2 chiếc phao. Thật là đỡ tốn kém hơn. Ta to hả? Là sao? Ý mình là bạn ấy mặc như vậy á thì nổi trên mặt nước chứ cần gì phao. Bạn nói gì vậy? Mình sẽ cho bạn biết tay. Ha.
tại sao bạn lại vứt rác ở bể bơi vậy? Mau vớt lên đi. Đúng rồi đó, Đốm, bạn nên làm ô nhiễm nguồn nước và vi phạm quy định ở bể bơi á. Các ngươi, những tên cướp biển kia, không được có ý định xấu với thuyền của ta. Nếu muốn thì hãy gia nhập đội thuyền của ta, ta sẽ thu nhận. Đốm, bạn sẽ bị chú bảo vệ bắt phạt. Bọn mình không có chơi với bạn nữa đâu. Bạn là đứa trẻ hư. Bọn mình đi về đây. Đợi đã, chờ mình với. Các bạn chờ mình với. Sao lại về trước, để lại mình vậy? Bạn vẫn chưa nhặt đống cha lên kìa. Bạn hư quá. Rồi sẽ có người dọn vệ sinh, tới dọn thôi mà. Có sao đâu, đâu phải lỗi của mình. Mẹ ơi, rác kìa. Cô giáo dạy không được xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Mẹ con mình dọn đi về nha. Ôi, thích quá. Làm sao mình có thể chơi nhạc như các bạn ấy không? Quảnh tù si. Ơ, mình lại thua nó rồi. Ha ha, vậy là cục kẹo này là của mình đó nha. Ơ, đốm kìa, sao nhìn mặt bạn buồn vậy? Ờ ha, nhìn mặt cậu còn buồn hơn cả tay to vừa bị thua kẹo nữa. Mình xem TV, thấy mấy bạn chơi nhạc cụ hay lắm. Làm sao mình có thể khiến các nhạc cụ phát ra âm thanh ha? Ôi trời, thì ra là vậy. Mình là một tay trống chuyên nghiệp nha. Ủa, sao mấy bạn buồn thiêu vậy? Đúng, đang buồn vì không biết chơi nhạc cụ. Hả? Có vậy mà cũng buồn. Đừng nói vậy chứ bò sữa. Không phải ai cũng chơi nhạc giỏi đâu. À, mình có cách rồi. Bò sữa nè, ai làm cho bạn chiếc đồng hồ này vậy? Ba mình đó. Đẹp không? Tuyệt quá. Vậy chúng mình nhờ ba bạn làm cái gì tạo ra nhạc nha. Đúng rồi đó bò sữa. Tụi con chào bác ạ. Các con ngoan quá. Có chuyện gì vậy? Ba ơi, ba có thể giúp bạn Đốm làm cái gì phát ra được nhạc từ lá dừa không ba? Được rồi, để bác xem thử coi. Ha ha, cuối cùng cũng xong rồi, kèn lá cho Đốm. Tuyệt quá, con cảm ơn bác. Con cũng muốn nữa. Con nữa. Con nữa. Được rồi, từ từ, ta sẽ làm cho các con. Rồi xong, ba chiếc kèn lá nữa. Đẹp quá à. Tụi con cảm ơn bác. Ba giỏi quá, biết làm cả đồng hồ và kèn từ lá dừa nữa. Ba giỏi nhất. Tụi mình sẽ làm ban nhạc kèn lá nha. Mình sẽ làm nhạc trưởng. Không được, nhạc trưởng phải là người thổi kèn hay nhất. Thôi mấy con đừng có cãi nhau nữa. Vậy ta tổ chức cuộc thi để chọn ai làm nhạc trưởng nghe. Ôi, tụi nhỏ là mình nhớ lại thời thơ ấu quá. Có ai chơi thổi kèn la hay như ta? La 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 la. Bò sữa nhà ta thích lân la thổi kèn. Ôi, bác mới là nhạc trưởng của ban nhạc kèn lá. Đúng rồi, bác giỏi rồi đó. Không xa nữa. La 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 la. Ngày 10 tháng 1, hôm nay là sinh nhật mẹ mình. Mình phải làm gì cho sinh nhật mẹ đây? Hay là vào rừng hái hoa tặng mẹ ha? Đốm ơi Đốm, tụi mình đến rồi nè. Ừ, mấy bạn vào đi. Ủa, Đốm có chuyện gì vậy? Ừ, mình Đốm cũng thấy buồn buồn. Mình đang suy nghĩ. Có gì rắc rối hả? Bọn mình giúp được không? Hôm nay là sinh nhật mẹ. Mình muốn tặng mẹ một chiếc bánh kem. Nhưng
nhưng mình không có đủ tiền. Mình cũng muốn giúp đốm mà mình cũng không có tiền. Hay là mình vào rừng hái hoa, đem bán lấy tiền mua bánh cho mẹ đốm. Ha, sao mình đột nhiên ngốc như vậy không biết. Wow, nhiều hoa đẹp quá. Bán hết hoa này chắc chắn sẽ mua được một chiếc bánh thật lớn. Mau lên thôi, mình phải hái nhiều thật nhiều. Biết rồi, biết rồi. Nào anh em ta cùng nhau bán hoa lấy tiền đi mua bánh kem. Chào các cháu, muốn mua quà hả? Dạ, dạ không, thật ra tụi con muốn bán hoa. Hả? Bán hoa cho tiệm hoa? Các cháu giỡn mặt với cô hả? Dạ, dạ, tại con muốn mua bánh sinh nhật cho mẹ. Cô ơi, tụi con không có tiền đâu cô. Cô mua giùm tụi con nha cô. Tụi con phải vô rừng ấy cực khổ lắm á. Cô ơi, giúp con đi cô. Thôi được, các cháu là những đứa trẻ ngoan, cô sẽ mua hết chỗ quà này. Hay ho, thành công rồi, có tiền mua bánh rồi. Sắp được ăn bánh kem rồi, đã quá. Dạ, tụi con cảm ơn cô rất nhiều. Rồi, tay đốm bị chảy máu rồi. Mau mau đưa đốm về nhà đi. Đốm, tay con sao lại bị chảy máu vậy? Con bị té. Tụi con đi đâu sao bị té như vậy? Tội nghiệp đốm của mẹ quá. Dạ, dạ, tụi con đi mua bánh kem cho cô. Trên đường về đốm bị té. Mua bánh cho mẹ. Sáng giờ tụi con vô rừng hái hoa kiếm tiền mua bánh kem tặng cô đó. Đốm ngốc quá, mẹ không cần bất kỳ món quà nào. Đốm chính là món quà vô giá của mẹ rồi, đốm biết chưa? Nhưng con đốm khỏe mạnh và vui vẻ chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà mẹ nhận được. Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn các con. Hai bạn còn có trò chơi nào khác không? À, hay là tụi mình chơi trò tìm kho báu nha. Nhưng kho báu đâu ra mà tìm? Kho báu... À, mình có kho báu rồi, chờ chút nha. Mình không tin là đốm có báu vật đâu. Cứ chờ đó mà xem. Wow, nó đẹp quá à. Chứ sao, đó là chiếc nhẫn cưới của mẹ mình á. Chúng ta không xin phép mẹ bạn sao? Không sao đâu, chúng ta chỉ chơi chút xíu thôi rồi trả lại liền mà. Với lại mẹ đốm chiều mới về lận mà, đúng không đốm? Đúng, hình như là... Ui da, mi đúng thật là ngu ngốc mà. Vào đi, chúng ta sẽ có bữa tiệc thịnh soạn sau khi tìm được kho báu mà. Hay là mình về đi thiền trưởng, tôi hết đói rồi, ghê quá à. Nếu không muốn bị bỏ đói thì im ngay. Ai đó, ra mau, còn không chịu giao nộp kho báu. Ta là nữ thần canh giữ chiếc nhẫn quyền năng, ngươi không được lấy nó đi. Tiến lên đi thuyền trưởng. Sợ gì? Ta hay ngươi làm thuyền trưởng đây. Dạ, em quên. Hãy xem tới đây. Dạ. Mình mất.
Làm cách nào để lấy chiếc nhẫn bây giờ? Chỉ có cách này thôi. Ây da, đau quá. Con quả thấy ghét. Đừng bỏ cuộc nghe Đốm. Ráng lên sắp về đó. Cảm ơn Tay Tên đã giúp mình đánh lừa con quạ. Không có chi, nhưng các bạn ơi, từ nay chúng ta phải xin phép trước khi mượn đồ của người khác, biết chưa? Đốm ơi, mở cửa cho mẹ. Về rồi. À, có con sâu xanh. Sợ quá. Khoan đã Đốm. Để con bỏ con sâu đi. Con không muốn nghe chú sâu nói gì sao? Sâu ơi sâu, bạn có nghe mình nói không? Có, có. À, mẹ ơi, con sâu biết nói hả? Đốm ơi Đốm, đừng bỏ mình vào bồn nước, mình không có biết bơi. Sao cháu lại trốn trong bắp cải của cô? Gia đình cháu đâu? Dạ, cháu bị lạc mẹ. Thôi, Đốm để cho sâu xanh ở lại nhà mình vài bữa nha. Bạn có chịu không? Đồng ý, đồng ý. Bạn không sợ tối nay ngủ bị Đốm đè hả? Ai nói tối nay mình ngủ với bạn? Mình chỉ quen ngủ trên cành cây thôi. Tối nay mình ngủ ở đó. Sao Đốm ngủ ngon, mai mình lại chơi tiếp. Chúc Đốm ngủ ngon nha. Con nhớ mẹ quá. Sâu Đốm ơi, dậy đi. Mẹ ơi, Sâu Đốm bị hóa đá rồi. Từ từ, con đợi một chút xem sao. Đây là sao hả mẹ? Mình đã biến thành bướm rồi. Bướm đẻ trứng trên những lá cây, sau đó chúng nở thành những chú sâu con. Sâu con sau khi lớn lên thì sẽ nhả tơ quanh mình làm kén. Sau một thời gian, kén sẽ nở thành một chú bướm. Nhờ có Đốm và mẹ Đốm mà mình mới có thể trở thành bướm đấy. Cảm ơn Đốm nha. Nhưng bây giờ mình phải bay đi tìm mẹ của mình đây. Đốm, học bài xong chưa con? Lại ngủ nữa rồi. Học với hành kiểu này. Có được nước uống đây. Sao mày tìm nơi đâu có nước uống đây? Vì sao con khóc? Ông có phải là ông Bụt không? Không, ta là người cai quản sa mạc này. Ông ơi, con bị lạc nơi này, con khát nước
quá. Ông chỉ con cách ra khỏi nơi này, về nhà đi ông. Muốn rời khỏi nơi này, con phải vượt qua thử thách của ta trước. Thử thách gì ông? Thử thách đầu tiên là lấy được quyển sách ta để bên kia xong. Ông ơi, nóng. Mà không có cầu, sao qua sông không? Ta chỉ có miếng dán này thôi, nên nhớ, nước rất là nóng. Làm sao bây giờ? Không chìm. Nhưng làm sao đi được? Sao bây giờ? Con qua được rồi. Giỏi lắm. Bây giờ con hãy nhận quyển sách này và đọc hết, con sẽ tìm được lối ra. Hả? Đọc sách đó không? Con làm biến lắm. Con nhỏ mà lười học hành vậy. Có chuyện gì vậy con? Không có gì đâu ba. Chứ không phải ngủ gục bị té sao? Dạ. Con không được lười biếng học hành, nghe chưa? Con nằm mơ thấy mình bị một ông lão đánh vậy. Vì sao? Vì con chỉ đọc sách. Ồ, ông lão ấy tốt quá, đã thay ba nói hộ mọi thứ rồi. Dạ, con biết rồi ba. Vậy con học đi nha. Thì ra mình bị ám ảnh cả trong mơ. Phải học thôi, nếu không giờ lớp sẽ bị cô giáo cho ăn đòn mất.